người đã quay những cái của Duyên. Và chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại với channel của Siro Blog, và là tôi đã xuống đây. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đò siêu khó. Và như ở video lần trước thì có rất nhiều bạn nói tôi là tại sao cái đò đó tôi lại gọi là đò siêu khó, trong khi ở trên YouTube thì các bạn sẽ tìm được thấy với những cái từ khóa là đò hạng nặng nè, hay là đò bất khả thi bla bla bla. Nói chung thì chơi những cái phiên bản đò nè anh em, mà thì mình nó sẽ có những con quái mới và chúng ta có thể đặt tên cho nó, đúng không? Nhưng mà video của mình thì mình sẽ lấy theo tên của các bạn tác giả tạo ra cái mod cái đo này. Thì các bạn tác giả hay là anh tác giả đó thì tạo ra cái mod này, đặt cái tên của cái mod này là đo hardcore. Nên là nếu như mà các bạn tìm trên YouTube có những cái từ khóa như là đo hạng nặng hay là đo bất khả thi gì đó thì có thể là do của những cái YouTuber các bạn coi. Còn đối với mình thì mình chỉ việc xếp lại tên của tác giả thôi nha. Rồi, như các bạn thấy thì sau một khoảng thời gian bị hù trong đo, bị giấy chảy tuột cái quần luôn á, thì tôi đã đi tắm trắng và con nhân vật của tôi giờ anh em thấy không, da trắng bóc như tuyết rồi nè anh em thấy không. Trời ơi, bạch tuyết và siro và lỡ đi tắm trắng rồi tôi còn đi trồng thêm răng nè anh em không đó. Mặc dù là trồng răng, răng nó không có được đều xíu rồi anh em vậy, nhưng mà vẫn ok ngon nghẻ mà, đúng không? Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đo siêu khó. Và mình đã quyết tâm rồi anh em ạ, lần này mình phải phá đạo được cái đo này, bởi vì mình đã biết được tất cả các cách để có thể chống lại tất cả những con thực thể ở trong cái đo này rồi. Lẽ không thắng được đúng không anh em? Và anh em đón xem là ngày hôm nay tôi có thắng được hay không nha. Ok, và trước khi bắt đầu, nếu như mình đã lỡ đi ngang qua và đã té đập mặt vào cái video này, các bạn đừng quên đây là một like, một share, một subscribe và comment cho kênh YouTube của Siro Blog. Bởi vì những điều đó rất là nhỏ nhặt và rất là miễn phí đó các bạn, nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để tôi có thể làm những video hay hơn các bạn xem đó nha. Và đặc biệt nếu như mình nào có bất kỳ cái thử thách hay bất kỳ từ game nào mà các bạn muốn được chơi trong Roblox, đừng quên để lại bình luận phía bên dưới các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một trải nghiệm coi video vui vẻ. Let's go. Ok, một khung cảnh khá là quen thuộc đối với tôi, và những con quái này cũng đã quen thuộc không kém rồi. Lần này sẽ thắng các bạn ơi, yên tâm, lần này sẽ thắng. Là đánh giá, là đánh giá bữa tôi đã để lại nè anh em ạ, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không lấy nó đâu anh em ơi. Ok. Rồi, trong đo này thì anh em có thể bấm phím quy để anh em chạy, nhưng mà tôi nghĩ là tôi chỉ chạy khi nào mà tôi gặp những con thực thể mà nó quái nồi chim én mà tôi không thể nào đối đầu được đó các bạn, thì tôi sẽ chạy thôi. Mặc dù tôi biết được rằng là cái việc chạy của tôi nó chỉ là vùng vẫy trong vô ích, nhưng mà thôi, ít ra thì chúng ta cũng có vùng vẫy đúng không các bạn? Ít ra thì mình sắp chết thì mình cũng có gọi là cái gì đó tìm đường sống cho mình, chứ không người ta kêu mình chết ngu quá. Rồi, giật cả mình. Quay xem tí nữa tôi quên mất là cái đo này nó có con sóc kiên luôn anh em, mà quái trưởng thiệt. Ok, bây giờ mình điểm lại những cái con quái trong cái đo siêu khó này nha. Chúng ta sẽ có đó tầm khoảng là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6. Ui, hình như là hơn 6 con anh em, mà cũng hơi căng anh em, cũng nhiều phết đấy. Nói chung là không sao, mình cũng biết được kha khá cái cách để tiêu diệt những con đó rồi. Còn nói chung là mình biết là lý thuyết thôi, lý thuyết là vậy, nhưng mà thực tế không biết sao thôi. Nhưng mà cố lên anh em, trong video lần này nhất định là tôi phải phá đảo được cái đo siêu khó này, 100% là phải phá đảo nha các bạn ơi. Còn không phá đảo hả, nghỉ đó hết hôm nay mai chơi tiếp. Oh my god, đừng có hù như vậy chứ anh bạn à, không sợ anh bạn đâu ha. Tôi giờ là tôi hơi bị cứng rồi đó. Rồi, phòng số 10 rồi anh em à, mới đây mà mình đi tới phòng số 10 rồi. Wow, chúng ta đi thật là nhanh anh em ạ, chỉ còn 90 phòng nữa thôi. Nghe nó thật xa vời. Hello. Ồ, tao đây không có tiền à. Oh my god. Tôi cần lấy cho mình một ít tiền anh em ạ. Vòng thứ 11. Được rồi, bắt đầu từ vòng thứ 11 trở đi, chúng ta chuẩn bị gặp những cơn ác mộng rồi. Ôi, tự nhiên trong một khoảng khác tôi nghe tiếng con rớt anh em ạ. Ai da, tụi gì ạ? Tụi gì con sóc tiên vừa xuất hiện anh em ạ. Nhưng mà tôi đã quay mặt đi anh em. Tôi dùng khả năng quan sát của mình để tôi biết trước nó xuất hiện, rồi đó tôi quay mặt đi đó các bạn ạ. Ghê không? Chứ tôi không nói với các bạn là tôi vô tình tôi quay mặt đi đâu. Rồi, 13. Trời ơi, tầm này còn chơi mấy trò lừa lừa này nữa anh em, mà lừa con nít hả? Ok, nhưng mà phẩm mình thu thập được nãy giờ là có cái hộp quẹt nè, với lại một cái lóc bích nè. Oh shit bro, tới rồi anh em ạ. Trốn vô liền, trốn vô liền chứ, đấy mình bắt hơi gớt. Oh shit, quái trường, con rết đi qua xong nó vô tình nó kích hoạt luôn creeper anh em ạ. Tại nồi chim én. Oh my god. Ôi ôi, hồi nãy còn ở phòng bị tắt đèn nữa chứ. Ờ, tôi quên mất cái tiếng rống của con creeper luôn anh em, mà nãy tôi tưởng tôi nó la lên, tôi tưởng là nó là cái con xanh xanh á, con phát bay anh em ạ. Không phải. Ok, hôm bữa anh em có chỉ tôi cách để đối đầu với cái con mà tên là dịch việt súp, đây là tinh ngưng á anh em. Ui ui, anh em bảo tôi là khi mà nhìn thấy con đó thì mình chỉ cần đứng yên thôi, hoặc là mình sẽ đi tới cái chỗ rồi đó núp khuất khỏi tầm nhìn của nó thì nó sẽ không cấu máu mình. Rồi, con ai trong đây cấu máu quả trưởng thì anh em ạ. Một phát gần nửa cây của tôi kìa. À, cái định nghĩa nửa cây của tôi hơi lạ, anh em đừng quan tâm. Rồi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
Tới rồi, tới rồi. Tới chưa? Ủa, tôi nhớ thường là cái con Frostbite xong là nó sẽ có cái con Frostbite xong là nó sẽ có một cái con gì đó chạy ngang mà ta. Hả? Oh shit. Yo. Sai. Chuyện gì vừa diễn ra đấy? Wait a minute. Ôi! Qua đi nhanh đi. Ok. Ai? Ôi! Oh my god! Đoán nó bị su cà na các bạn à. Trời ơi, đi qua đã gặp gọi là con màu xanh 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 lè xanh lét của quỷ quyệt đó rồi. Còn gặp thêm gọi là con rết nữa, con rết chạy ngang qua nó mở cửa tiếp theo nữa rồi xong đi luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu hả cô? Trời ơi. Sao anh em mà xui thôi đổ quên đi. Bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu nè anh em à. Nói như mình đi tới phòng bao nhiêu ở nhà hai mấy à. Nói chung hai mấy là cũng hay rồi. Ôi rồi. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ dùng học quẹt một cách thông minh anh em à. Học quẹt này chỉ nên dùng khi mà chúng ta đối đầu với những con thực thể thôi. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ dùng học quẹt một cách thông minh anh em à. Học quẹt này chỉ nên dùng khi mà chúng ta đối đầu với những con thực thể thôi. Oh shit, nhưng mà thôi tôi dùng luôn đây. Hình như là ở trong cái đo siêu khó này là cái con scrap nó sẽ được thay thế bằng con shocking đó anh em. Tại vì khi mà chơi trong cái đo siêu khó này tôi thấy là con scrap hầu như nó không xuất hiện, toàn là shocking xuất hiện không à. Gì vậy ông nội, gì vậy ông nội, thằng ông nội này xuất hiện đúng lúc lắm nè. Thằng ông nội này xuất hiện bao đúng lúc luôn á. Hôm bữa anh em còn bảo tôi là con Reaper á, nó sẽ xuất hiện với con nào á anh em. Tức là Reaper xuất hiện xong là sẽ tới con đó. Nhưng mà tôi quên mất tiêu cái tên của nó rồi. Có chút tiền lẻ không bố thí đi mấy này. Trời ơi cái phòng to gì không có tiền lẻ á trời. Ok. Bên này tôi thấy có cửa. Nope. Trời ơi. Cái trận hồi nãy tôi có lắp bít nhưng mà đó chỉ là trận hồi nãy thôi. Đó là câu chuyện của trận hồi nãy, còn bây giờ là trận bây giờ. Bây giờ nghèo rồi. Hết đồ rồi. Ngu người rồi. Được rồi. Yeah. Chúng ta có chìa khóa rồi bây giờ. What's up? Chúng ta tự do. Tôi xin rút lại anh em mà. Con scrap nó vẫn tồn tại trong cái đo siêu khó này nha anh em ơi. Phải trưởng thiệt. Giật cả mình. Chìa khóa phòng thứ bao nhiêu đấy? Phòng 18 à. Ok, tranh thủ đi đi châm chỉa ít vàng anh em ơi. Yeah. Đậu chích nghề đậu chích nghề tôi. Yeah. Oh shit bro. Đừng như vậy chứ. Vô. Ok, bây giờ tôi sẽ cẩn thận anh em mà tôi phải chờ nó đi hơn một xíu nữa tôi mới dám ra khỏi tủ. Vô. Rồi nó tới luôn rồi. Oh my god. Con này tên gì tôi quên mất tiêu rồi anh em ơi. Cái con mà chạy qua giữa các phòng tên gì tôi quên mất tiêu rồi. Tiếp nè. Cứ bắt đầu nó xuất hiện là sẽ có tiếng sấm sét anh em. Cứ bắt đầu nó xuất hiện là sẽ có tiếng sấm sét. Anh em nói là nó xuất hiện tầm khoảng 4 đến 6 phòng gì đó. Nói chung là hơi nhiều đó anh em. Nó xuất hiện mỗi khi chúng ta mở cửa. Oh shit. Oh my god. À rebound anh em à, rebound. Nhớ rồi. Cái con này là nó sẽ xuất hiện từ cửa trước anh em. Cứ tức là mỗi lần mà mình mở cái cửa tiếp theo là nó sẽ xuất hiện. Nên là mình phải cố gắng né khỏi nó hết sức có thể anh em ạ. Ok, phòng này như cũng phòng 20 đúng không ta? 20 chứ nhỉ? À 24 rồi anh em ạ. Cố lên. Lần trước là lần đầu mình chơi mà mình còn đi được tới phòng gọi là 50 mà. Ủa gì vậy?
my god. Dear god. Ôi, quái trưởng, tôi gặp Dear god anh em mà may mà tôi chui vô tủ kịp. Rồi con đó anh em bảo tôi là phải chạy, một là phải chạy thật nhanh, còn hai là chui vô tủ núp nó. Rồi ông nội Reaper nữa, ông nội Reaper nữa. Ui. Lại là mày. Trời ơi. Thằng quỷ Reaper giật cả mình. Chơi cái đò này có mấy âm thanh đáng sợ hơn hẳn luôn á bạn ơi. Chơi cái đò siêu khó này nó có nhiều cái nó đáng sợ hơn hẳn luôn á bạn. Kiểu mấy âm thanh của mấy con quái nó mỗi lần la lên. Ui, nghe tiếng nhức tai phải, Ôi, nghe tiếng nhức tai phải anh em. Đó cái con nó còn ngưng anh em, con sis á. Cái con đó là cái con mà anh em phải bu hết chuột của ta anh em. Bảo tôi là vậy tôi không biết có đúng không nữa. Nhưng mà nó tôi núp vô tủ thì tôi không có chết. Rớt ơi là rớt, tao lại mày luôn, mày đừng mở cửa tiếp theo giùm tao được rớt. Không mẹ ơi. Ôi. Frostbite. Quái trưởng. Trời ơi. Chết các bạn ơi. Thôi anh em à. Thôi thì bây giờ mình cứ thủ sẵn cái đèn pin trong người đi cho nó an toàn anh em nhỉ. Ôi trời ơi. Cái quả vừa rồi là cái quả mà tôi không ngờ tới được. Hình như là để đấu với con Sis là chúng ta phải đứng yên anh em. Cứ ngỡ đâu mình đã biết tất cả nhưng hóa ra mình cũng chỉ là con gà. Thề luôn á. Nói chung thì những cái con mà kiểu tầm cỡ kiểu nó kêu to, tai to mặt lớn thì mình biết đối phó rồi anh em. Còn riêng cái con hồi nãy mà nó giết tôi chưa biết cách để làm thế nào để trị được nó anh em à. Mình đứng yên thì mình sợ anh em à. Đứng yên thì mình sợ nó giết mình lắm. Thật sự luôn á. Tôi phải cố á, tôi chui vô tủ á chứ không phải là tôi cố tình đâu anh em. Nó sợ lắm. Ok, tôi hy vọng là với lực chày này sẽ suôn sẻ hơn. Nó không có những cái tình huống éo le giống nãy nữa anh em. Và nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Oh my god, tôi chỉ có hé một xíu để nhìn, ngắm nhìn cái dung nhan đẹp tuyệt trần của con ai. Sao mà người ta đốt máu tôi này anh em không? Hello bạn nhỏ. Mày hả bưởi, sao mà bắt được, sao mà đỡ được. Trời ơi, chiến thần lặng lách, ông tổ ngày lái là tôi á. Sao mà bắt được tôi. À, mình có một cái đèn cày anh em à. Ai tôi chơi nhiều đến cái mức mà tôi bị lật anh em à. Rồi tôi đeo tai nghe vô cái. Nãy tự nhiên tôi nghe tiếng quân rết anh em quay trưởng. Ok, phòng 12 rồi anh em ơi. Bắt đầu phải cẩn trọng nè, Rồi phải cẩn trọng rồi nè. Hả? Ồ, gặp rết đầu tiên à. Không được. Ê, như con rết trong đo siêu khó này đi nhanh hơn thì phải anh em à. Ừ, theo tôi cảm nhận là vậy, thì như con rết trong đây nó đi nhanh hơn thì phải á. Đi nhanh hơn hay không thì tôi vẫn yêu rết anh em à. Tôi vẫn yêu rết cực kỳ. Oh my god, rết trong đây là chân ái anh em biết không? Rết trong đây là tất cả. Trời ơi. Rết ơi, rết là tất cả. Rết ơi. Làm sao quên hành lang ngày rết chạy qua. Rết ơi, trời ơi, thề luôn á, tôi chỉ ước được rằng là luôn luôn rớt xuất hiện chứ không phải là mấy con quỷ kia nè. Mấy con quỷ kia xuất hiện là quỷ yêu không á. Chỉ con rớt mới là gọi là người anh em à. Con rớt mới là gọi là người thương tôi nhất thôi. Còn mấy con quỷ kia là nó chỉ lúc nào nó cũng lăm le là nó muốn là đập cái đầu tôi trơn á. Rồi phòng 18 rồi. Chui vô liền. Sao mà để mày bắt được. Ý sai. Gì vậy má. Trời ơi, lại là con ngưng anh em à. Hình như lại là nó, nãy như nó vừa bước qua. Ui ôi, double kill luôn quái trưởng. Hai trong một luôn anh em à. Trời ơi, cái đò siêu khó này hay ha anh em. Nó giống như kiểu là bán sản phẩm, gọi là bán sản phẩm tặng kèm với mấy má. Chúng tôi sẽ bán cho bạn một con Reaper, khuyến mãi một con Sis. Ui ôi, không mượn, không ai mượn. Để cho những con quái thả quái ra một cách bình thường giùm tôi cái đi. Đóng cửa thả chó cũng được, đừng có chơi kiểu thả hai con lúc vậy. Bà nội mày. Là người đã đẻ ra bố mày. Gì nữa vậy? Trời ơi, một phát bốn con.
không nào chịu nổi. Thôi mà chơi lại. Trời ơi anh em ơi, mấy quỷ này chỉ muốn hại tôi thôi à. Quỷ rết nãy nữa. Báo không. Con này đi rất nhanh nha anh em. Cái con rebound này đi rất nhanh nha, nên là phải mình phải chui vô tủ liền anh em ạ. Nó đi siêu nhanh luôn á. Phòng này không có rebound. Tôi nghĩ phòng tiếp theo sẽ có, bởi vì mình chưa hoàn thành được cái Yo! Yes! Oh my god! Oh! Quỷ sóc kinh nha, quỷ sóc kinh nha, tao ghim mày nha. Tao ghim mày nha, tao đang chạy mày chặn đường tao nha, tao ghim nha. Trời ơi! Thù này là nhớ dai lắm nha, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nha. Cái phòng tiếp theo mà không có tủ nữa là chạy hơi bị dí ổi nha anh em. Hơi căng. Phát hồi nãy là không phải do tôi chơi gà đâu anh em. Nó xuất hiện một phát bốn con đại thực thể luôn. Vừa đi god, vừa rebound, vừa ripper, rồi xong vừa con Seas nữa. Ui. À nói chung thì cái tên của con Seas đó là tôi lên Google dịch đó, tôi coi nó phát âm sao, tôi phát âm giống vậy anh em. Nói chung thì mình ngu tiếng Anh, nhưng mà ít nhất thì mình cũng cố gắng phát âm đúng để cho các bạn coi còn hiểu ha. Chứ còn tôi không biết là ở bên ngoài phát âm sao, nhưng mà trên Google dịch là nó phát âm vậy các bạn. Rồi ok, qua lại chủ đề chính nè. Ôi sao tôi có cảm giác như là kiểu hôm nay nó bị khó hơn đúng không các bạn? Hôm bữa mình chơi nó đâu có như này đâu ta. Hôm bữa mình chơi nó đơn giản lắm anh em. Hôm bữa mình chơi là những con thực thể nó sẽ xuất hiện rời rạc với nhau. Còn bây giờ nó toàn chơi kiểu gom 3-4 con lại nó xuất hiện một lần không mà thứ gì chịu nổi má. Rồi đậu xanh. Rồi ok, phòng số 6. Dạ bây giờ chị biết cố gắng đi kiếm tiền lên anh em ạ. Cố gắng là một người nông dân chăm chỉ đi kiếm tiền. Tôi không biết là cái đo siêu khó này, khi mà chúng ta đi tới phòng 50 rồi thì nó có xuất hiện mấy con thực thể gì ở phòng 50 ngoài con phích đợi không, nhưng mà tôi thấy khả năng cao là từ đây tới phòng 50 nó còn gian chung dài anh em ạ. Mà lên sâu phòng 50 thì nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Ok, 165 đồng tiền vàng rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ để mình có thể đi mua được một cái thánh giá anh em ơi. Sao hả? Đi lút từ từ, đợi con dài mà anh em, đợi con dài đứa. Bà nội mày là người đẻ ba mày, trời đất ơi. Hù hoài. Ok, đủ tiền anh em. Bây giờ mình sẽ không tập trung vào tiền nữa. Tiền không quan trọng, nhưng có tiền thì vui. Ok, tiền ghê quá vậy. Nói chung thì tôi nghĩ là tôi không cần phải mua cái đồ hồi máu đó anh em à. Dạ, yeah, tại vì mấy con quái trong đây toàn mấy con quái one shot không à. Gặp là chết thôi, chứ không có cái vụ gọi là hồi máu đâu. Nên tôi khỏi hồi máu ha. Giờ là mình sẽ để dành tất cả các vốn liếng của mình để mình mua thánh giá ha anh em. Chui vô. Oh my god. Ripper đi nhanh lắm em. Tôi định đứng lại tôi coi cái hình hài của nó, nhưng mà đi nhanh lắm nên là không có đứng lại coi được. Đi siêu nhanh luôn á mát. Ok, tôi sẽ nhớ được một cái vị trí, có một cái tủ ở ngay cái hành lang này anh em. Phải luôn nhớ lại những cái tủ với cả là vị trí của những nơi an toàn mà mình đi qua. Tất cả những căn phòng mình nhớ là đều sẽ có lợi tác dụng hết anh em ạ. Phòng này thì khá là nhiều tủ rồi nên không có lo. May quá cái cửa này nó khóa anh em. Cái cửa này không phải cửa khóa, rớt chạy ngang qua nó kích hoạt con gì nữa là tôi chịu luôn á. Ok, may quá không có con nào hết. Ờ, chuẩn bị bắt đầu đến với mức khó rồi nè. Ôi giật mình. Thấy đèn xanh tưởng đâu tưởng đâu con Seas là con rebound chứ. Ôi giật mình. Nhưng mà tôi nghĩ con rebound sắp xuất hiện. Hello. Ui. May thế chỗ này có cái khu an toàn anh em ạ. Ôi may quá chỗ này có khu an toàn, không là quải trưởng rồi đó. Whoa. Hey. Ôi giật mình. Giật mình. Bây giờ chỉ có một cái thay đổi nhỏ trong game là tôi cũng giật mình đó các bạn. Chỗ này à, chỗ này có một cái tủ nè. Cái trên đây không có tủ hết ta. Thế thì xíu nữa phải nóc thuốc để chạy xuống cái tủ dưới kia để trốn anh em ơi. Fast as fuck boy. Trời ơi.
Hình như cái phòng chỉ có tủ nhưng mà tôi quýnh quá anh em ơi, quýnh quá. Oh my god, oh my god. Tới nữa rồi, tới nữa rồi. May quá anh em ơi, may quá, may quá, may quá. Lượt chạy này tôi thấy tụi nó lại xuất hiện đơn lẻ nè, tụi nó không có xuất hiện chung nữa các bạn ơi. Rồi cái một cái tủ ở đây. Mình sẽ mở cái cửa này ra. Tôi vô tủ này. Ok, mình thấy được nó tới. Hello everyone. Đi nhanh vãi trưởng các bạn. Cái này mình có nốc thuốc vô mình chạy cũng không lại đâu anh em. Oh shit, đi gót tới, đi gót tới. Oh my god, dear god. À! Trời ơi, tôi ra đúng cái lúc con dear god nó chạy ngang ra luôn à. Trời ơi, dear god này chạy chậm quá. À, anh em à, tôi nghĩ đây sẽ là lượt chạy cuối cùng. Chứ cố quá hành quá cố anh em à. Có quyết tâm là tốt anh em à, nhưng mà quyết tâm phải đi đôi với năng lực anh em ơi. Trời ơi, chơi đó ngu mà còn gặp mấy cái con gọi là chơi toàn là chip bồ kêu. Bốn thằng đấm một thằng thì không chộp cũng què anh em ơi, thề thật sự luôn á. Nãy giờ là tôi thấy đi là toàn gọi là ba bốn con ép một mình tôi không nha, chứ không phải là lại nha anh em. Căng thẳng thật sự luôn á. Oh my god. Hôm nay trải nghiệm tôi mới thấy là đúng với lại cái tên là đo siêu khó nè các bạn à. Chứ hôm bữa tôi chơi thì nó còn dễ anh em à. Hôm bữa tôi chơi thì nó còn dễ. Không biết là cái bạn tạo ra cái mod này có update gì thêm không, nhưng mà tôi toàn thấy là kiểu toàn xuất hiện 3-4 con một lúc. Hơi căng à, rất căng luôn á mấy bạn. Siêu khó luôn á. Ok, cái con mod đầu tiên xuất hiện, trừ mấy cái con quái mà trong đo mặc định nha, tức là mấy con quái trong mod á mà đầu tiên xuất hiện thôi, tôi thấy là đa phần sẽ luôn là Reaper anh em ạ. Đa phần thôi. Tôi không biết có đúng không, nhưng mà đa phần thấy là Reaper xuất hiện đầu á. Ok, chưa có gì hết. Oh my god. Ôi, tôi còn 14 rồi đâu, chưa có gì à. Ôi, còn 15 luôn rồi. Tới rồi, rớt nè mà, rớt. Chui tủ này với ngồi chui tủ trên. Rớt nó mở cái cửa đằng trước kia, không biết nó có kích hoạt con nào không nữa anh em ạ. Xa quá, tôi không nghe tiếng được. Còn 17, ồ may quá, không có con nào ở đây hết. Con rớt nhiều pha nó cũng bóp lắm anh em ạ. Con rớt bình thường thì rất là đáng yêu nha các bạn. Rớt bình thường ở trong mấy cái mod này rất là siêu đáng yêu luôn. Nhưng mà có những pha nó bóp không tưởng luôn các bạn. Thật sự không nghĩ là quả nó bóp, nhưng mà chạy qua một cái là đi luôn anh em ạ. Con 18 nè. Oh shit. Reaper. Chui vô, quả đen chạy. Ok, từ từ mình phải chờ một xíu mình mới qua phòng tiếp theo được anh em ạ. Tại vì hiện tại là cái thời gian trong tủ của tôi nó nãy nó bị mất một xíu. Thế lỗ, phòng 21. Ok, phòng 22. Phòng 23, chui vô đây. Ê, chui đây quyết định sai lầm anh em ơi. Ôi chết rồi. Ôi trời ơi, chơi ngu lấy thưởng luôn anh em ơi. Đáng ra hồi nãy gặp con cái con gì ta, con rớt anh em à. Tôi phải đi tới phòng tiếp theo, trời ơi. Tại vì khi mà có rớt á nó sẽ mở cái cửa phòng tiếp anh em à, nên là mình phải đi sát với nó luôn. Để mình có thể biết được là hiện tượng tiếp theo là con nào sẽ xuất hiện. Ôi trời, ngu quá luôn à. Here we go again. Vô. Ok, mình thấy nó chạy xuống. Hello. Ê, cái phòng ở đằng sau đây tôi thấy một cái hành lang ấy nha anh em. Tôi thấy một hành lang dài ấy nha. Trời, đậu. Hình như có xích luôn rồi nè. Ôi ôi. Tủ đâu? Ôi ôi, thánh giá không chơi được. Ủa mà tôi có cái thánh giá nào vậy? Cay quá anh em ạ, cay quá. Cho tôi nốt thêm lần nữa. Ê mà khoan đó anh em ạ, cái thánh giá này của tôi vẫn còn. Ủa? Hồi nãy cái thánh giá kia tôi lấy đâu ra vậy ta? Ủa tôi vô thức tôi nhặt được cái thánh giá mà tôi không biết cơ ta. Ok, lần này sẽ là lần cuối cùng thiệt nha các bạn. Màn chạy này màn chạy cuối cùng thiệt nha. Các bạn có thấy là tôi lượm hồi nãy tôi lượm cái thánh giá đâu không anh em? Trời, tự nhiên cái trên tay tôi cầm thánh giá tôi thấy cái cảm ơn. Ôi tự nhiên thấy trên tay tôi có ai đánh giá, tôi bấm tôi xài, tôi không biết tôi lấy hồi nào luôn á má.
cái đậu xanh. Ôi mà con Timothy, bà nội mày, trời ơi, nó hù cho một cái mũ hú hồn mũ dí luôn á, tim rời ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Ê, nữa hả? Cái gì vậy trời, hai phát luôn. Tôi nhớ Timothy này có tỷ lệ thấp lắm mà sao một phát hai con liền vậy? Tôi có thể nhìn rõ được con Ripper từ đây này. Ui, sao con Ripper chạy nhanh quá vậy bạn? Có bạn nào thấy được cái hình dạng của con Ripper chứ, tôi thấy nó chạy nhanh quá anh em ạ. Ôi ôi, tôi nhìn không rõ được. Ok, phòng 18 rồi. Yes, cứ tới mấy cái phòng này là lại được giải trí một xíu anh em ạ. Lại được thả lỏng cơ mặt cơ tay một xíu nè. Ok, phòng 19. Oh my god, tôi nghi phòng 20 có gì quá. Ok, không có gì cả, may quá. Holy shit. Phòng tiếp theo mà không có tủ mà gặp thực thể thì hơi căng nha các bạn. Ok, may quá. Oh shit, bro. Oh, rebound chưa tới, con rebound chưa tới. Ôi may thế. Ôi, con lớp xuất hiện chung với con Frostbite anh em ạ. Khoái trưởng. Ok, tôi nghĩ tôi mở cửa ra, tôi sẽ gặp con rebound này. Biết mà. Biết mà, tôi biết mà. Con rebound này nó hay tới những cái quan khác là khốn nạn lắm anh em ạ. Không có à, phòng này không có rebound. Tôi nghĩ là phòng này có nè. Hello. Nói rồi. Tôi chuẩn bị gặp sick luôn rồi anh em ơi, chuẩn bị gặp sick luôn rồi. Hy vọng là tôi sẽ thoát khỏi con rebound này trước khi tôi gặp con sick anh em ạ. Chứ bây giờ mà chơi cả sick với rebound, rebound trước mặt sick ở sau lưng thì chịu luôn á. Trốn liền chứ để dùm bắt hả bưởi. Hình như theo tôi thấy là cái phòng bên kia nó không có tủ anh em ơi. Ờ, cái phòng bên đây nó không có tủ. Thoát khỏi đi gót chứ anh em, thoát khỏi đi gót chứ đã. Oh my god, đi gót đang lại gần. Holy moly. Ok, may là đi gót nó đi chậm anh em. May là đi gót nó đi chậm. Ok, gặp luôn rồi. Chạy trời không hỏi nắng rồi. Hy vọng không gặp con nào chung với anh Siết nha má. Đừng gặp con nào trong nhân sắc nha, đừng gặp nào trong nhân sắc nha, xin đấy, nhà cây cứng phải. Ủa nó chạy sát bên tôi luôn em mà, quái trưởng chạy sát bên tôi luôn á. Mày quá, mình qua đường ấy con sắc rồi. Ui, lấy được chìa khóa luôn này. Hình như nó con sis đúng không? Ủa sao con sis nó còn đứng đó vậy? Đi đi ba. Hết công chuyện rồi, đi đi. Ok, phòng 39. Nữa, 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 nữa. Bốn mươi đèn xanh. Đèn xanh luôn hả? Gì căng dữ vậy? Trời ơi, gặp con sis luôn chứ, quay trưởng. Gì vậy ba, căng thế. Tôi nghĩ là gặp rebound. Rồi sai lần, sai lần, sai lần. Uầy, lần đầu tôi gặp con sai lần anh em ạ. Lần đầu tôi gặp con sai lần trong đó siêu khó này á. Ghê vãi. Ui nhìn mặt nó ghê vãi trưởng. Tôi nghe tiếp theo sẽ gặp rebound nè, cố lên. Không gặp rebound mà gặp Ripper. Quái đạn. Qua đi bạn ơi, qua đi bạn ơi. Ok. Ô lần này không gặp rebound à. Ô lần này không gặp rebound anh em à. Lần này gặp con Frostbite không gặp rebound. Hay. Ngon. Ok 45 rồi, 45 rồi, cố lên. Mình sắp quay lại được phòng 50 rồi. Tôi hy vọng là lần này mình không bị rush game nữa anh em. Lần trước tới phòng 50 bị rush game cứu thật sự luôn. Hi. Ê. Ôi trời ơi. Tiếp theo là phòng 47. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Rồi mọi thứ đang bắt đầu đi theo đúng với trình tự nó rồi nè các bạn ơi. Mọi thứ bắt đầu ngon dần đều rồi nè. Từ hồi thanh chạy đó anh em. Có gì xíu còn xách cái quần lên chạy kịp mấy má. Không rồi thanh chạy là xách dép chạy cũng không kịp đâu.
tủ rồi nhưng mà bị lắc anh em ạ. Nó bị lắc nha. Dạ. Quả đó tôi vô tủ rồi nhưng mà tôi bị lắc nè. Dạ thôi tạm biệt anh em. Tức. Bộ sưu tập Zero Crazy Wolf, áo sweater với thiết kế đột phá, khẩu trang in logo nổi bật, thẻ bài Zero Crazy Limited. Truy cập ngay shopero.vn hoặc liên hệ hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết.